trong hội trường này có bao nhiêu bà con của mình đã có dụng cụ đo pH rồi? À, không, tôi thấy có hình như là không ai có hết không trời. Ai có hết mà cái cả cái giấy này nè rất dễ sử dụng, bà con biết là 80 tờ như thế này mua có 10.000, rất là rẻ, rất là rẻ. Mà tôi nghĩ rằng tôi cũng đã từng xài, nhưng mà không biết cô thì cho tôi chỉ cái cách xài này để em Phước có thể dạ. đo ngay được không? Dạ được ạ. Bị mua cái này thì nãy tiến sĩ Liêm chỉ chỗ rồi. Dạ. Bây giờ bỏ ra cỡ 10.000 thì có 80 tờ thì bà con xài thoải mái rồi. Thì bây giờ bà con sẽ lấy cái mẫu đất như tôi nãy hướng dẫn rồi phải không? Thì bà con lấy đất đó đem về để ở một góc nhà, bẻ nhỏ nó ra cho nó khô. Khoảng cỡ chừng 7-10 bữa nó khô. Sau khi nó khô rồi bà con cho nó vô một cái miếng vải cũ nào đó túm trở lại đập. Đập cho nó bể ra giống như đập tiêu gì đó. Dạ. Cô Thùy đập bể ra. Xong cái bà con lấy cái chai nước khoáng này nè. Bà con đổ nước ra hết trơn đi. Bà con cho đất vô vào khoảng cỡ chừng 1/3. Xong rồi cái lấy nước đó đổ trả lại đây lên gần tới này. Đậy nắp trở lại. Đậy nắp lại cho thật chặt. Bà con nắm bà con lắc như nè. Trong khoảng cỡ chừng 30 phút. Ở trong phòng thí nghiệm thì chúng tôi có cái dụng cụ để gì cái nó tự nó lắc. Nhưng thôi bà con tập thể dục đi. Đó, lắc như thế này trong 30 phút. Sau 30 phút để làm chi biết không? Đặng cái độ chua ở bên trong đất này giống như mình bỏ muối bỏ đường vô mình phải quậy uống cà phê phải quậy vậy đó, thì cái này nó là y vậy thôi. Thì sau khi đấy bà con để yên một chập. Thì để yên một chập thì nó sẽ lóng cái lớp nước trong bên trên. Bà con lấy cái nắp này ra, chế nhẹ cái phần nước trong ra cái này đây. Lấy một cái tờ giấy như thế này. Bà con nhớ là khi mà nhúng mà đo pH á, bị gì trong này á, nó vẫn có cái đất nó còn ở trong dung dịch á. Nhưng bà con chấm nhẹ một góc cái giấy này lên cái nước đó thôi, thì nó sẽ kéo lên và nó làm đổi màu. Thì trong vòng cỡ chừng 1 phút, bà con mới đo so lên trên cái màu mà trên cái thang chuẩn này. Thì như vậy thì em Phước sẽ cho tôi biết ngay như vậy là đất của em là cái độ chua là pH bằng mấy. Thì lúc đó người ta mới có ý kiến để em cải tạo như thế nào. Chứ bây giờ bà con nói bây giờ đất tôi phèn quá, đất tôi chua quá, nhưng mà không có một cái gì để mà cho biết cái chỉ số cụ thể thì làm sao mà mình có thể có một cái lời khuyên cho nó chính xác được. Nếu mà khuyên mà không chính xác thì nó lại trở ngược qua bên, nghĩa là bón quá nhiều nó lại tai hại. Thì lúc đó bà con nói trời ơi thầy dễ chỉ vì sao mà tôi làm hư cái đất của tôi mất. Thì như vậy thì rõ ràng là do chúng ta thiếu những dụng cụ. Dụng cụ này có 10.000 đồng bạc thì tôi nghĩ rằng có thể sử dụng được cô thầy. Bởi vì bà con biết như thế này, 1 tấn vôi trên 1 hecta có thể nâng cái pH lên từ 0,1 tới 0,8 đơn vị. Thì bây giờ cái đất mà càng cát chừng nào thì nó càng dễ nâng pH chừng nấy. Mà cái đất sét thì nó nâng pH ít hơn. Thôi tôi lấy trung bình là 0,5 đơn vị đi. Thì như vậy thì 1 tấn vôi bón cho 1 hecta 10.000 thước vuông thì tăng 0,5 đơn vị. Thì bây giờ trên 1 thước vuông này của mình á, em bón 100 gram thì tăng 0,5 đơn vị. Thì nếu như mà pH của em hiện giờ, pH đất của em hiện giờ chẳng hạn như là 5,5 thì muốn tăng lên tới 6 hả? Thì chỉ cần bón có 100 gram cho 1 thước vuông thôi, 1 thước vuông liếp là đủ. Còn nếu như bây giờ của em nó đã là 6 rồi mà bây giờ em thả thêm vô cỡ chừng vài trăm gram cho 1 thước vuông dôi nữa thì rõ ràng là nó sẽ qua một cái chiều gọi là kìm, thì rất là tai hại. Thành ra tôi đề nghị em bây giờ em phải đo. Xin lỗi cô Thùy, để tôi hỏi thử bây giờ trong hội trường này có bao nhiêu bà con của mình đã có dụng cụ đo pH rồi?